Xin chào quý vị và các bạn. Liên tục từ đầu tuần đến nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác trong ngày, đi cùng là tác động của không khí lạnh nên trời mưa rét với nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới 23 độ, ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động thường nhật của người dân. Từ đêm nay, vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500 đến 3.000 m sẽ suy yếu dần nên mưa chỉ còn diễn ra rải rác trong đêm nay và sáng mai. Lượng mưa có xu hướng giảm so với thời gian qua. Đến trưa và chiều mai, ở Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái tạnh ráo, nắng nhẹ về chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại khu vực Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên 26 đến 29 độ. Và các vùng ven biển, các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ chiều mai cũng tăng lên 23 đến 26 độ. Với miền Trung, trời chỉ còn nhiều mây, có sương mù ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân trong đêm nay và sáng sớm mai. Đến trưa chiều mai trời có nắng với nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 25 đến 27 độ ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Còn từ Quảng Bình đến Bình Thuận trời có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt đều trên 28 độ, thuận lợi cho hoạt động phơi nông thủy hải sản của bà con. Ở phía Nam với khu vực Tây Nguyên trong ngày trời nắng ráo, nền nhiệt cao 32-34 độ, nóng xảy ra cục bộ tại Ayunpa, Cát Tiên. Với các tỉnh Nam Bộ, nóng vẫn xảy ra trên diện rộng tại khu vực Đông Nam Bộ với mức nhiệt cao 35-37 độ. Một số nơi miền Tây có nắng nóng cục bộ với ngưỡng nhiệt cao 33-35 độ. Trên biển, thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là hiện tượng sương mù nhẹ xuất hiện trên khu vực Vịnh Bắc Bộ trong khoảng đêm muộn và sáng ngày mai, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Đông Nam cấp 3. Khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, không vùng nào có mưa và tầm nhìn xa trên 10 km. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 30 tháng 3 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.